Rồi chào bạn, cái bếp này mình chuẩn bị đóng hàng gửi đi. Thì mình sẽ quay cái video hướng dẫn sử dụng và test bếp cho bạn coi luôn ha. Đây mình đặt một cái nồi inox. Bếp từ thì mình sẽ sử dụng nồi inox. Nút ở đây hai nút, này là hai chế độ nấu này. Đây là chế độ tắt này. Đây bên này là hẹn giờ, tăng giảm nhiệt độ ha. Nút này là chế độ đun nấu thông thường. Nút bên này là chế độ chiên. Mình chọn lúc nào cũng được. Mình thường hay chọn cái chế độ lớn như này. Đây tăng này. Bếp này nấu rất là nhanh, 1400W ạ. Mình sẽ test cái chế độ hẹn giờ cho bạn coi ha. Ở đây hẹn 1 phút này. Thì sau khoảng thời gian 1 phút bếp sẽ tự động tắt. Đây mình phải dùng có biến áp nhé. Đó, hết 1 phút là bếp tự động tắt rồi. Chế độ hẹn giờ cũng rất là ok.